Hello cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà nghe. Thì hôm nay Yến sẽ chỉ cho mình cách cắm bình hoa để bàn thờ, bình hoa 2 tầng ha. Để bàn thờ sử dụng hoa lan vàng và là hoa lan trắng nha. Và nguyên liệu lá thì Yến chỉ sử dụng ngoài là thứ lá thì một lan thôi. Và lá đệm thêm Yến sử dụng là lá cọ là hết rồi, Yến sử dụng có 2 loại lá thôi. Và Yến sử dụng thêm 2 cái khăn đẹp này để tạo đường nét cho cái bình hoa nha. Vậy thì cách làm cái bình hoa này như thế nào thì mời mọi người xem clip. Ok, thì đây là cái kệ 2 tầng mà mình có thể dễ dàng mua chợ hoa một thời kỷ ha. Giá của cái kệ này là 45.000. Rồi bây giờ thì Yến sẽ bắt đầu cắm ha. Thì đầu tiên là Yến sẽ cắt qua thiết một lan trước. Lá thiết một lan nếu mà mình xài mà không hết á thì ở nhà bỏ vô tủ lạnh, mình giữ lạnh nó ha, cũng như mình giữ lạnh trái cây đồ ăn gì đó. Thì cắm hoa lan á thì là mình sẽ cắm lá trước, mình cắm lá hết rồi á thì mình mới nhét hoa lan vô chính giữa. Tại vì hoa lan thì mình có thể cắt những cái cạnh nó nhỏ 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 thì nó rất là dễ ha. Hôm nay có mua ly nữa nhưng mà ly nó chưa có nào thứ để mà cắm chung với lan. Ly và lan đi chung với nhau thì đặc biệt là ly ha, nó rất là thơm và nó rất là sang. Ở dưới quê thì kiếm được cái lá thiết một lan nó màu xanh á, cái gân trong nó màu xanh này, mình cắm với lan một bài nó đẹp hơn. Trên Sài Gòn thì không có lá lan nhưng mong muốn thì phải sống cùng với lũ thôi. Sau khi Yến đi cái tầng lá đầu tiên rồi thì Yến đi cái tầng thứ hai để Yến che những cái cặp này chính giữa ha. Xếp ở chính giữa những cái khe này nha. Cái phần thân dưới của lá lan thì là mình sẽ cắt những cái dạng này, còn cái phần đầu của lá lan thì là mình sẽ tận dụng để mình là uống được.
thấy mình sẽ cắm cái phần hoa lan này vào nữa. Rồi cách yên xếp á, là lá bên phải á, lá bên đây nè, nó sẽ đè lên lá bên đây nha. Nè, mình nhìn nè. Rồi bây giờ yên sẽ bắt đầu cắm lan, để yên sẽ bằng ở trên yên sẽ cho mình vàng nha. Mình sẽ cắm nhánh đầu với nhánh cuối trước. Lan thì nó sẽ có một cái ưu điểm đó là nó lâu bày. Nếu mà mình mua được lan mới ha. Rồi, Yến đã xong từ trên nè, từ dưới sẽ cắm lan trắng. Chỗ chính giữa này nè, mà mình có hoa ly á, cắm vô cái giữa thì nói chung là đẹp phải biết luôn á, nhưng mà hoa ly đợt này mua nó nở nên là chưa cắm lan với ly được cho mọi người nha. Rồi, với những bước rất là đơn giản thì mình đã có một cái lẵng hoa hai tầng rồi ha. Nếu mà cả nhà thích thì mình sử dụng thêm cái này. Mình tạo được nét cho cái bình của mình đó. Đó. Nghe. Rồi, thì chúc cả nhà sẽ thành công với lại cái bình hoa hai tầng để bàn thờ nhà thờ này nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.